Nam Dương TV lát nữa nhớ subscribe giùm nha. đang chờ kênh subscribe. Rồi các bạn thân mến, là chỉ làm rất là ok các bạn. Một cái nữa là cái chảo này là chảo nhôm, chảo thường á. Mà đặc biệt nhất là cái mỡ các bạn. Mỡ như vậy mới đúng là làm bánh xèo các bạn. Chứ còn mà nếu như mà người ta dùng dầu mấy cái dầu bảo hòa là không có ngon đâu chị. Phải mỡ mới được. Mấy cái đủ chị Quý? Mấy cái nữa? Lát nữa, một lát nữa của em mới chị cho em nhiều... Nhiều gì? Nhiều rau nha. Chỉ là mặn rau. Cái này là mình bán bao nhiêu tiền một cái chị hả? 12 ngàn. 12 ngàn một cái nha các bạn. Đó là tôm, đó là chỉ xào lên trước. Dạ. Cái bột này là dùng bột nghệ luôn hả chị ạ? Bột nghệ với nước cốt dừa, với trứng. Dạ. Tức là bột nghệ, nước cốt dừa, trứng thành ra là nó sẽ rất là béo chị ha. Ừ, phải béo mới được. Các bạn thân mến, quán thì quán nhỏ thôi nha các bạn. Đi miền Tây là phải ăn quán nhỏ, đừng có nên ăn quán lớn không có vui đâu. Mà quán nhỏ nè. Thì này ngã tư này, chỗ này gọi là ngã tư Ba Tri hả chị? Cách ngã tư Ba Tri chỉ khoảng 50 thước thôi các bạn. Ngã tư Bình Tây. Cách mình không biết nữa, nhưng mà mình ở đây mình tới thì mình thấy là có cái có gì, nông dân dùng đứng lên dùng lên đó, Bến Tre là phải dùng lên vậy đó. Đó, ngay chỗ ngã tư đó thì cái tiệm bánh xèo cách đây có 50 thước thôi. Và hai anh này ở đây là đang mua tới 15 cái luôn các bạn. Thành ra là mình phải sẽ chờ đó là lâu đúng không anh? Đây anh đang chờ để lấy 15 cái nha các bạn. Ngay chỗ từ Ba Tri. Bên này
những cái nét văn hóa như thế này á, ở miền Tây á, thì nó sẽ không bao giờ nó mất đi mà nó sẽ trộn lẫn với đâu các bạn. Dù cho có thời thế nó có thay đổi, dù cho cái không gian nó có thay đổi hoặc thời điểm nó thay đổi, thì những hình ảnh này sẽ luôn luôn là một cái nét rất là thân thương trong cái đời sống hàng ngày ở miền Tây các bạn. Cái là cơm đi các bạn. Nhìn là thấy ngon rồi các bạn. Chứ là chị bán là chị bán một mình luôn chứ đâu ai phụ hả? Đâu có bán chưa, giờ thì bán mình chiều cũng có người phụ. Dạ. Có giờ là buổi tối thì mới đông chứ còn ngày. Ừ, giờ đây đây. Ngày hết bao nhiêu ký bột chị? Hả? Ngày hết bao nhiêu ký bột? Chục ký không? Là cái bột tới. Dạ. Ngày đổ chục mấy túi à? Túi một ký á. Nó giòn rộng luôn á các bạn, nhìn thấy rất là hấp dẫn các bạn ơi. Ăn cái miếng bánh xèo á là nó phải ngon ở mấy cái miếng nó giòn giòn, mấy cái miếng rìa á nhìn nó rất là hấp dẫn. Để chia một cái bánh xèo này rất là cực nha, chứ nó không có dễ đâu nha bà con. Rồi, em ra đi cho chị vô chị lấy bánh đi. Rồi, ok chị. Rồi á, sau khoảng thời gian là khoảng gần chục phút và chị đã hoàn thành 15 cái bánh xèo các bạn. Mười lăm phút không chị? 15 phút mà 15 cái không chị? Hơn hả? Dạ, khó liền.
ghế nghỉ lại đi. Để là một cái bánh xèo rất là kỳ công, rất là tuyệt vời. Đây là 5 cái. 4 cái. Chỉ chán một cái bánh xèo thì mình cứ nghĩ là nó dễ nhưng mà thật ra không dễ đâu các bạn. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Để vô một bát ngọt nó đi cái bớt cái luôn á. Rồi, hy vọng là các bạn hiểu được một nét văn hóa của miền Tây với các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Mình ăn thôi, cái này là cái của mình nè.